Cái gì mà sắn dữ vậy mẹ? Anh ơi, hồi nãy em đi ngang chỗ kia khúc vắng á, có cái thằng đó nó khờ khờ, nó cưỡng bức em á. Rồi sao mà biết nó khờ? Tại vì em chỉ á, nó mới biết làm. Anh sao vậy? Anh bà nội cha mà chạy đâu giữa gì tí? Con đi chơi. Mày chạy đi chơi mày tống ba vậy đó hả? Mày biết mày sai không? Ơ kìa, mày sao lại ba? Mày nhìn kìa. Thấy mẹ cứ hết một thằng rồi. Ai út mà. Anh ơi. Chuyện gì nữa? Hồi sáng em đi khám bệnh. Rồi bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói trong bụng em có sự sống. Em có thai hả? Dạ không, em bị dung đũa. Bà ngoại không? Ê! Làm mừng phục. Em ơi! Sao đó anh? Em có áo phao không? Chi vậy anh? Anh đang bị đuối. Đuối trong sự xinh đẹp của em. Em thấy anh bị đuối thiệt đó. Đuối có tẻo. Đuối có tẻo là đéo. Em. Anh đi làm mới về hả? Đúng rồi. Anh mệt không? Anh không có mệt. Năm nay á công ty anh ổn định. Được thưởng Tết thương xương chín chai. Wow, đã quá vậy. Đâu em coi coi. Chai nước tương nè. Chai nước mắm nè. Em chai dầu em. Ê, tí. Gì mày? Mày muốn kiếm tiền không? Muốn sao không mày? Tất cả người lớn đều có bí mật riêng. Mày chỉ cần nói con đã biết tất cả sự thật là mày sẽ có tiền. Ok. Con đã biết tất cả sự thật. Đừng có nói với ai nghe trời. Con đã biết tất cả sự thật. Nói với ai nha con? Con đã biết tất cả sự thật. Cái gì? Con biết hả? Ba là con. Chạy chạy giống phải chạy. Ba là con, chạy lên con đi. Ba là con, chạy lên. Không lẽ thằng này nó ngoại tình, nó dẫn bồ nhí về chờ. Tao phải đi kiểm tra mới được. Lẽ phén với chồng tao hả? Má nó là ma nhà này cố miên nữa. Cái gì vậy? Anh. Cái gì vậy? Sao anh cười hoài vậy? Anh cười ở trên đời này nè, có cái lỗ à, ai cũng muốn đút vô chân. Sao anh biết? Ủa, anh là chồng của em mà. Vì anh biết rồi, anh có tha lỗi cho em không? Sao là lỗi của em? Cái này á là người ta tự nguyện đút vô mà. Ủa, làm sao anh? Thì hôm nay mình đi đám cưới đó, biết bao nhiêu người á đút phong bì trước lỗ đựng tiền đó. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ông nội ơi. Gì con? Sao ông nội lớn mà ông nội còn đi học nữa? Đâu có con, ông nội nghỉ học rồi. Chỉ sao tối bà nội kêu ông nội trả bài. Hả? Con đang làm cái chương trình đó, cô có gì khó khăn không cứ nói thì tụi con giúp cho. Cô cứ nói nha, đừng có ngại, tụi con giúp cho. Cô có một chiếc xe đạp mà nó bể cái bánh quài, con giúp cho cô được là cô cảm ơn con rồi. Bây giờ con thay cho cô bánh mới nha. Rồi. Để dành cho cô đi bán luôn ha. Cô đợi con một xíu nha cô. Đi em ơi. Cô ơi,
chồng con hai xong cái bánh xe cho cô rồi nè. Hả cô? Hả? Chuyện xe hết rồi cô. Thì con gửi cho con 200 nha, để dành bơm bánh xe nha. Chị sức khỏe nha con. Cảm ơn con. Đi nha. Em chào chị nha. Tụi em có làm cái chương trình á, chị có gì khó khăn chị nói đi, tụi em giúp đỡ cho. Chị cứ nói đi đừng có ngại nha. Chị cũng khổ bây giờ về mấy cháu, mấy em cũng giúp đỡ dùm cho cháu nó ly trà sữa cũng được rồi. Trà sữa hả chị? Dạ. Thôi bây giờ gì hai mẹ con đợi nha. Dạ. Tụi em mua trà sữa xong rồi tụi em đổ ra đây cho bé nó uống ha. Dạ. Đi em ơi. Chị đi nha chị. Dạ. Chị, vợ chồng em mua trà sữa cho con chị xong rồi nè. Anh tặng chị nè. Hả? Lúc này mẹ con mình ngon miệng nha. Sức khỏe nha chị. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Sáu hơn. Dạ bà Sáu nha. Bà Sáu, giờ hai vợ chồng con có cái chương trình. Bà Sáu cần cái gì khó khăn đó cứ nói đi, hai tụi con giúp. Giờ bà Sáu không có quạt gió, cho mua cho bà Sáu xin cái quạt gió đi. À, vậy là bà Sáu đang thiếu quạt gió đúng không? Ok, vậy để tụi con đi kiếm mua cho bà Sáu quạt gió ha. Để tối bà Sáu ngủ á, thì nó mát, chúng người dễ ngủ ha. Đi em ơi. Đợi nha bà Sáu. Bà Sáu, tụi con mua xong cái quạt rồi nè. Hả? Cái quạt cho bà Sáu mát nha. Bà Sáu mừng nè. Đó. Quay. Chúc bà Sáu hồi giờ sức khỏe nha. Rồi tụi con về. Con về nha. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn.